Đi đâu rồi cũng nhớ về quê nhà, nhớ tiếng à ơi mẹ ru, nhớ câu hò ai hát bên sông, nhớ khúc quan họ giờ trong mỏi mòn, nhớ vị thơm lừng bữa cơm giản dị mà đậm đà chân chất. Những nỗi nhớ ấy luôn đau đáu trong lòng ông. Hơn nửa đời bôn ba nơi xứ người, nhưng ông vẫn giữ được cái hồn quê và mang nó đến với bạn bè phương xa như những tinh hoa, những tinh túy nhất của hồn dân tộc, biến nó trở thành niềm tự hào của người dân Việt Nam và là sự ngạc nhiên, thán phục đến với bạn bè muôn phương về văn hóa Việt Nam, trong đó có âm nhạc dân tộc. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê sinh năm 1921 trong một gia đình bốn đời làm nhạc sĩ. 6 tuổi đã làm quen với đàn kìm, đàn cò và đàn tranh. Thời nhỏ, vốn học giỏi và từng trở thành sinh viên y khoa, nhưng niềm say mê âm nhạc đã lôi cuốn ông và trở thành niềm đam mê suốt cuộc đời. Năm 1958, ông trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận bằng tiến sĩ văn khoa môn nhạc học tại Đại học danh tiếng Sorbonne, Paris. Sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Nhạc Đông Phương dưới sự bảo trợ của Viện Nhạc học Paris, ông là thành viên của Viện Khoa học Pháp, Viện sĩ Thông tấn Viện Hàn Lâm Châu Âu về khoa học văn chương và nghệ thuật, là Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Viện Quốc tế Nghiên cứu Âm nhạc bằng phương pháp đối chiếu của Đức, được nhận huy chương vì văn hóa dân tộc, huân chương lao động hạng nhất và nhiều giải thưởng văn hóa trong nước. Đến khi nghỉ hưu năm 1987, ngoài công tác giảng dạy, có thể kể ra những con số khá ấn tượng về Trần Văn Khê như gần 200 bài nghiên cứu âm nhạc được viết và dịch nhiều thứ tiếng, dự gần 200 hội nghị quốc tế ở 67 quốc gia, thu thập gần 500 đĩa hát của các nước trên thế giới, thực hiện hơn 15 đĩa hát về âm nhạc truyền thống Việt Nam. 4 đĩa được 5 giải thưởng lớn của Hàn Lâm Viện Đĩa Hát Pháp và nhiều phim về dân tộc nhạc học, trong đó có đàn tranh Việt Nam. Giáo sư Trần Văn Khê là người có công lớn trong việc đưa nghệ thuật hát ca trù, chèo, tuồng và đơn ca tài tử Nam Bộ, đưa âm nhạc Việt đến gần hơn với văn hóa âm nhạc đa sắc màu của thế giới. Năm 1976, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học, Hội đồng Quốc tế Âm nhạc thuộc UNESCO, Viện Nghiên cứu Âm nhạc theo phương pháp đối chiếu tại Pháp, giao cho ông nhiệm vụ gặp gỡ các nghệ nhân Việt Nam để ghi lại những bộ môn âm nhạc có giá trị, làm địa quảng bá cho công chúng thế giới. Giáo sư Trần Văn Khê đã ghi đủ tư liệu về ca trù, hát quan họ và hát chèo. Khi ấy, ca trù là loại hình nghệ thuật đầu tiên ông ghi âm trong lần gặp cụ Quách Thị Hồ, cụ Nguyễn Thị Chúc và nhạc sư Đinh Khắc Bang tại Hà Nội. Ông đã khám phá ra được ca trù là một loại hình nghệ thuật rất tinh vi, là sự hòa hợp nhuần nhuyễn giữa thơ, nhạc và múa. Rất may đó là những người là như là bà Quách Thị Hồ, đạo nương Quách Thị Hồ là rất tuyệt vời. Thì chính là giáo sư Khê khai thác được. Và chính cho người khác đưa cái băng đó mà đưa UNESCO thì họ thấy rất ngạc nhiên. Và chỉ mấy năm sau đó thì trong diễn đàn âm nhạc châu Á đó, ở Bình Nhưỡng đó thì được giải nhất rồi. Và chính những cái điều mà như thế đó thì thế giới biết. Biết mà giáo sư Khê đấy thì phải nói là đi rất nhiều nước và phổ biến ở khắp nơi và ở mọi giới, và người ta biết đến cái giá trị văn hóa của mình. Cũng nhờ sự khám phá và góp công lớn của giáo sư Trần Văn Khê trong tiến trình giới thiệu ca trù đến với UNESCO mà năm 2009, loại hình nghệ thuật này được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại sau Nhã nhạc cung đình Huế, không gian cồng chiêng Tây Nguyên và quan họ Bắc Ninh, được UNESCO vinh danh trước đó. Là một trong những người ở gốc của miền Nam, dĩ nhiên là ông rất yêu Nam Bộ, trong đó có tài tử Nam Bộ, có cải lương, nhưng với một nhà khoa học.
thì cái đầu tiên để giới thiệu ra thế giới là ca trù. Là bởi vì đấy ông thấy là rất độc đáo mà lại cần phải giới thiệu. Sau 55 năm sống tha hương, giáo sư Trần Văn Khê đã trở về nước. Với ông, hình ảnh Việt Nam trong trái tim chính là ngôn ngữ, âm nhạc, là con người và văn hóa. Vì thế, ông đã chọn con đường nghiên cứu, giảng dạy, thuyết giảng về âm nhạc để giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về Việt Nam, cũng như người Việt Nam yêu hơn con người và văn hóa Việt Nam. Đó là phận sự mà ông lựa chọn. Giáo sư Trần Văn Khê tiếp tục đi sâu tìm hiểu, giảng dạy âm nhạc dân tộc Việt Nam. Ông đề nghị phải làm sống lại tiếng hát ru, tập trẻ em hát đồng dao hoặc những bài theo truyền thống dân tộc với nội dung phù hợp, khuyến khích nông dân hò khi làm việc, hát khi nghỉ ngơi, khuyến khích thanh niên hát những bài đối ca nam nữ, tổ chức liên hoan dân ca cổ nhạc, thi nhạc khí và tiếng ca dân tộc, mang âm nhạc vào học đường, báo chí và các phương tiện truyền thông, nên có nhiều bài viết, chương trình phát thanh, truyền hình giới thiệu và giảng giải về âm nhạc dân tộc, tôn vinh những nghệ nhân cả đời phụng sự âm nhạc dân tộc. Năm 2014, với sự hỗ trợ của các môn sinh, giáo sư Trần Văn Khê đã tổ chức những giờ sinh hoạt ngoại khóa giới thiệu cái hay, cái quý của âm nhạc dân tộc bằng hình thức đơn giản nhất đến với các em học sinh, hoạt động bước đầu mang lại hiệu quả tích cực nhưng vẫn cần một chặng đường dài, bền bỉ. Cho nên cái trăn trở, cái khổ của tôi là làm sao thay đổi tư duy để cho mỗi người, một người thấy rằng chúng ta là một người Việt Nam, phải tôn yêu, thương cái tiếng nói Việt Nam, thương cái điệu nhạc Việt Nam, thương cái câu hát Việt Nam, thương cái văn nghệ Việt Nam. Thì tất cả mấy cái đó chúng ta không phải là bế môn tỏa cán, mở rộng ra đón bao nhiêu cái chuyện bên ngoài để cho có được cái sự thưởng thức dồi dào. Nhưng mà đón dồi dào rồi trả lợi cho khách, chúng ta phải giữ cái chúng ta. Những cố gắng nỗ lực của giáo sư không chỉ ở lý tưởng của người nghiên cứu hay trách nhiệm của người yêu âm nhạc, mà còn là bổn phận của người con miền Nam, gắn bó gần như cả đời với đờn ca tài tử. Ngay từ khi trong bụng mẹ, Trần Văn Khê đã nghe đờn ca tài tử qua tiếng sáo, tiếng đàn. Lớn lên, khi bôn ba học ở nước ngoài thì đờn ca tài tử cũng theo ông và giúp ông kiếm tiền nuôi sống bản thân. Khi làm luận án tiến sĩ, Trần Văn Khê cũng chọn đờn ca tài tử để nghiên cứu. Sau này, ông vinh dự được chính phủ Việt Nam mời từ Pháp về nước để đóng góp ý kiến cho việc hoàn tất hồ sơ nghệ thuật đờn ca tài tử gửi UNESCO. Vậy nên, khi được báo tin đờn ca tài tử được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại, giáo sư Trần Văn Khê đã rất vui mừng và tự hào. Song ý thức trân trọng, bảo tồn di sản văn hóa truyền thống và âm nhạc dân tộc đã được ông thực hiện từ trước, qua những lớp dạy, những giờ làm việc tích cực, bằng hết tâm sức. Đều đặn, khoảng 2 tháng một lần, giáo sư Trần Văn Khê lại thực hiện một chuyên đề âm nhạc cho bạn bè và những bạn trẻ yêu âm nhạc dân tộc tại Tư Gia. Không thô cứng, không bác học cao sang, ngược lại rất gần gũi, thực tế và dễ đi sâu vào tâm thức mỗi người. Những giờ sinh hoạt như thế này càng trở nên ý nghĩa và quý giá hơn khi ngồi trước những khán giả đủ mọi độ tuổi, mọi thành phần xã hội. Là một nhà nghiên cứu, một bậc thầy âm nhạc, cây đại thụ văn hóa của dân tộc và thế giới bằng xương, bằng thịt, bằng giọng giảng đầy sinh lực nhưng rất nhiệt thành và tận tình chỉ giảng. Chân mấy lời con phim vì cầu đây đều chán rõ lòng Phật liễu đào cam bước hương
này thanh hà đẹp thêm. Thành chủ hoàng chính trẻ sanh thường, nên chiến nổi đầy chắc thảo nàng cô hay. Ngoài giờ giảng dạy và các buổi nói chuyện, giáo sư Trần Văn Khê cũng dành nhiều thời gian cho việc hệ thống và hiện đại hóa lại kho tư liệu âm nhạc khổng lồ mà ông đã sưu tầm. Đó là 450 kiện hàng mang từ Pháp, trong đó có 100 cuốn sổ tay lớn nhỏ ghi chép trong những lần ông đi công tác, giảng dạy hoặc trong những buổi hòa nhạc, xem phim, gặp gỡ bạn bè. Riêng bộ hồi ký Trần Văn Khê xuất bản năm 2001. Đồ sổ của ông nối dài từ những năm 1930 đến năm 1978 trên con đường giới thiệu âm nhạc dân tộc ra thế giới. Với kho tư liệu quý giá ấy, giáo sư Trần Văn Khê mong ước sẽ thành lập một bảo tàng Trần Văn Khê dành tặng đất nước, những người có chung tình yêu âm nhạc, yêu văn hóa dân tộc, góp phần duy trì và vực sống nền văn hóa vô cùng sâu đẹp của quê hương xứ sở. Văn hóa dù có đẹp biết mấy, đồ sộ đến đâu, nếu không được truyền giữ thì cũng sớm lụi tàn. Đó là nỗi trăn trở lớn của giáo sư Trần Văn Khê. Cả đời tâm huyết, ông luôn tìm học trò trên mỗi chặng đường, luôn dành sự nhẫn nại, tận tình và kiên trì đến mức không màng sức khỏe mà tìm người có đam mê thực sự và yêu văn hóa Việt đến độ miệt mài, đào sâu, chấp nhận dấn thân. Nhưng vẫn quá khó với lĩnh vực văn hóa, âm nhạc truyền thống Việt. Giáo sư Trần Văn Khê đã đốt đuốc tìm trò, nhưng ngọn đuốc ấy lắm lúc ngỡ như yếu dần rồi sẽ tắt theo thời gian. Song bằng sự nhiệt thành truyền lửa, thắp đuốc từ trong nước đến ngoài nước, ông đã truyền được tình yêu âm nhạc, tình yêu văn hóa Việt đến nhiều lứa học trò ở nhiều lĩnh vực. Trong đó có tiến sĩ văn hóa học, nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng, thạc sĩ, nhạc sĩ Huỳnh Khải và gần đây là người học trò trẻ Hồ Nhật Quang. Với sự miệt mài, chịu khó tìm hiểu văn hóa truyền thống, thêm lợi thế ở khả năng nhớ rất tốt khiến giáo sư rất vui mừng và dốc sức chỉ dạy. Bản thân là một hướng dẫn viên du lịch, tình yêu văn hóa truyền thống sẵn có trong anh như niềm tự hào để giới thiệu đến bạn bè muôn phương những nét đẹp và giá trị văn hóa ẩn sâu trong từng công trình kiến trúc, từng nét sinh hoạt, văn hóa ẩm thực của người Việt. Tôi được biết thầy là từ năm 1995. Khi đó thì thầy về bên trường Đại học Khoa học Sở Nhân Văn, ngày xưa thì gọi là Đại học Tổng hợp. Thầy nói về nghệ thuật khóc cười trên sân khấu. Tôi nghe thầy nói, ô sao những cái rất là giản dị, bình thường mà sao thu hút quá. Thầy đã không dùng những cái từ của bác học, mà là thầy dùng những từ rất đơn giản và truyền đạt rất là thu hút. Ngày đó là sinh viên các khoa đó tụ tập về giảng đường để nghe thầy, và những tràng pháo tay mãnh liệt để hoan nghênh một bậc thầy. Thì tôi phải nói là tôi học được rất là nhiều. Và thế là tôi đi trên đường về thì tôi cứ lẩm bẩm, tôi cười theo giống như thầy đã thiệu lại. Tôi nói cho thanh niên nghe thì thanh niên nhìn thấy có khi nhiều đứa trở lại. Thì trong khi mà tôi nói chuyện cho lớp 100 em và có được chừng 10 em trở lại thì tôi đã vui rồi, 10 em nó sẽ nói chuyện cho những người khác. Được sự tin tưởng và dìu dắt của giáo sư Trần Văn Khê cùng nhiều học giả khác, cộng thêm chí thú tìm tòi, làm việc nghiêm túc, đến nay anh Nhật Quang đã thực hiện 9 chuyên đề vinh danh văn hóa Nam Bộ với sự đồng hành, hỗ trợ của các văn nghệ sĩ và nhiều người đam mê văn hóa. Giờ chất giọng hùng hậu, chân chất của người con miệt sông nước, thêm cái duyên nó lưu loát và cái tâm nhiệt thành với văn hóa Việt, anh Nhật Quang đã đem đến một luồng gió sinh động, khỏe khoắn cho phong cách diễn thuyết về văn hóa qua thơ ca, âm nhạc truyền thống. Giáo sư Trần Văn Khê truyền dạy miệt mài, say sưa. Ông làm việc như thời gian sinh ra là để dành cho ông vậy. Thế nên một nhà nghiên cứu ở tuổi bóng xế lại càng tích cực nhiều hơn nữa, như sợ rằng thời gian sẽ đi đâu mất mà lưỡng trí thì còn quá nhiều.
Chính bởi sự tin tưởng vào các học trò như biến thành động lực giúp ông giữ được sự minh mẫn và truyền nói lưu loát những vốn kiến thức văn hóa đồ sộ. Khi đã nằm trên giường bệnh, sức lực như yếu hẳn, nhưng trong con người hành động ấy vẫn luôn ước muốn nếu được khỏe lại, ông sẽ tiếp tục cùng học trò nói cho mọi người nghe những kiến thức về văn hóa Việt mà trước đây ông chưa hề nói. Tôi thấy rằng thầy của tôi không phải là một người thần thánh, mà là một người cha, một người ông rất hiền hòa. Hiền hòa không có nghĩa là cái gì cũng là dễ dãi cho thầy, có sự nghiêm khắc để chỉnh đốn cho tôi được nên người. Khi cảm thấy quá khó khăn để chống chọi với những cơn bệnh là lúc giáo sư Trần Văn Khê chấp nhận nghỉ ngơi, nhưng trong ông vẫn luôn có một tình yêu chung thủy với âm nhạc dân tộc. Mong ước được nghe tiếng đàn của Tri Âm, tiếng đàn của người bạn đã đồng hành trên chặng đường quảng bá âm nhạc dân tộc ra thế giới, và là tiếng đàn tri giao đồng điệu giữa hai con người của thế kỷ. Đó là kỷ niệm khó quên năm 1973, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê và nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo đã thực hiện cho hãng đĩa Okora của Pháp một đĩa nhạc tài tử Nam Bộ. Sau đó, UNESCO mời hai người thực hiện thêm đĩa Collection UNESCO với đàn tỳ bà và đàn tranh, hòa tấu các bản bình bán, kim tiền, tây thi, cổ bản. Ít tháng sau, UNESCO xin mua đất bản quyền đĩa nhạc này. Trong lần hội ngộ với Tri Âm, nhân dịp vinh danh lễ giáo Nam Bộ xưa vào ngày 19 tháng 11 năm 2014, giáo sư Trần Văn Khê đã rất xúc động vì được gặp người bạn thế kỷ. Đối với ông, gặp bạn, nghe bạn đàn, cảm được tâm sự của bạn qua tiếng đàn đã là một cuộc trò chuyện không lời đầy mãn nguyện. Khi ấy, chỉ cần lắng tai nghe và nghiêng mình cảm nhạc. Nhưng không phải ngồi không mà nghe, mà là vòng tay lại để thưởng tiếng đờn của bạn. Tôi rất mừng là bởi vì hiện bây giờ ở kể tại trên cả đất nước, tôi chỉ còn một người tri kỷ Tri Âm đặc biệt, mà anh là anh Diễn Bảo, năm nay là 97 tuổi, lớn hơn tôi 3 tuổi, mà hai anh em chúng tôi đã quen biết thương yêu nhau trên 40-50 năm rồi, mà tình bạn vẫn càng ngày càng khăng khít. Con nghe những lời tâm sự của đôi thân già, con nhìn cảnh hai người cùng nhau hòa điệu mới thấy rằng đâu phải bá nha tử kỳ chỉ có trong tích kể người xưa, mà Tri Âm tri kỷ ấy vẫn đang ngồi đây, hai mái đầu bạc vui buồn cùng nhau trên những cung ngân trầm của tiếng đàn thế sự. Khi nghe bạn Tri Âm thều thào nhắc đến tiếng đàn Vĩnh Bảo trên giường bệnh, vội vàng tất tả, nhạc sư Vĩnh Bảo liền đàn ngay hai bản nhạc gửi gắm mong mỏi, chúc cho Tri Âm sớm vượt qua bệnh tật. Rồi người bạn già ở tuổi 98, dù đi lại khó khăn, nhưng vẫn ngày đêm mong tin tức về sức khỏe của Tri Âm. Cũng lại gửi gắm tâm sự, ngóng trông qua tiếng đàn để trao gửi cho bạn. Đi sau dĩa cho Okora thì tôi với ông Khê là, mà nói cho đúng á, nghĩa là những cái chương trình hay giấy mời hay cái gì đó, ông Khê để tôi đứng trước rồi kế đàn dân Khê, mà dĩa hát dĩa hát cũng vậy đó, giáo sư Vĩnh Bảo là kế đàn dân Khê. Anh Khê anh kính trọng tôi mà anh thương tôi lắm, bởi vì anh cũng nhỏ hơn tôi 3 tuổi đó, anh thương tôi. Thành ra anh Khê á là một cái người có tài chứ không phải không. Nghĩa là cái gì không biết thì hỏi, học không có đặt cái vấn đề mà xấu hổ gì đó. Thành ra thương với nhau lắm, thương với nhau là gì, bởi vì không có thằng cha nào gì danh gì lợi, mà cũng nhìn nhận ông Khê là người có tài. Là một nhà nghiên cứu, cả cuộc đời gắn với văn hóa dân tộc, bôn ba nơi xứ lạ, rồi lại về quê nhà tiếp tục sự nghiệp. Nhưng không vì thế mà bảo tàng sống Trần Văn Khê quên dành một góc cho gia đình, con cái.
như con ong cần mẫn trút nhụy hương sóc mật ngọt cho đời. Giáo sư Trần Văn Khê, bằng sự vương dạy của tự thân, đã cảm hóa được tình yêu âm nhạc một cách tự nhiên nhất dành cho cháu con trong gia đình, như chính ông đã tự thấy được cái hay, cái đẹp của nhạc Việt mà chấp nhận từ bỏ trường y vậy. Ngày nay, cả bốn người con của ông đều thành danh, riêng giáo sư tiến sĩ Trần Quang Hải, từ một thanh niên mê nhạc Tây Phương và quyết tâm trở thành nhà nghiên cứu về nhạc Tây Phương, nhưng sống trong môi trường của một gia đình yêu nhạc Việt, luôn lấy quê hương làm đầu, thấy được sự dày công khổ luyện của cha dành cho âm nhạc dân tộc. Rồi từ chính cái đẹp chân chất của nhạc Việt đã cảm hóa được chính ông. Giờ đây, cái tên Trần Quang Hải đã đi xa khắp muôn phương, trở thành một nhà nghiên cứu đứng hàng bậc nhất thế giới, lấy chất liệu nhạc Việt và các âm hưởng nhạc dân tộc các nước khắp năm châu. Tôi đi sang Pháp thì ba tôi bắt đầu tìm cách để mà gọi là cải hóa tôi, để cho tôi trở thành ra một nhà nghiên cứu giống như là ba tôi. Thì khi đó mà khi mà tôi chấp nhận, tại vì hồi trước là tôi học về nhạc Tây Phương, tôi đờn violon, học ở âm nhạc viện đờn violon, rồi đi sang Pháp đó thì mục đích để học để trở thành ra một nghệ nhân đờn violon. Thì khi mà bắt đầu nói ra cái chuyện gì chuyện kia, nó thấy rằng cái sự tốt đẹp trong nhạc Việt Nam. Thì bữa đó đi tới gõ cửa phòng, quỳ xuống và thứ ba, ba có thể chấp nhận con làm đệ tử hay không? Thì ông nói vuốt đầu. Tức là ông cảm hóa được rồi, mà không cần phải nói nặng, không cần phải là rầy rà gì hết, để cho một đứa nhỏ nó tự ý thức để mình nhìn nhận được cái sự giàu sang phong phú. Thì khi đó đó mới trở thành ra một cái đam mê. Mà khi mà con có được cái đam mê rồi đó, là con làm cho tới chết, con làm cho tới khi nào được thôi. Một gia đình có hai cha con là giáo sư tiến sĩ cùng nghiên cứu âm nhạc và giảng dạy âm nhạc. Thế nên giữa giáo sư Trần Văn Khê và con trai Trần Quang Hải không chỉ là sự thấu hiểu ở tình cha con, mà còn là tình bạn, tình thầy trò, tình đồng môn. Khi ấy, thời gian như đứng yên để lắng nghe những thanh âm kỳ diệu của hai thế hệ, mái đầu bạc cạnh kề mái đầu xanh, hai tâm hồn đồng điệu cùng sẻ chia tâm huyết và tình yêu mãnh liệt với âm nhạc. Có thể thấy rằng, với giáo sư Trần Văn Khê, đi đâu cũng có Việt Nam, âm nhạc Việt Nam nói ra là nói cái hồn của Việt Nam, đau đáu trăn trở cho tiếng đàn câu hát của quê hương, là một tấm gương nghiên cứu không mệt mỏi, uyên bác, giàu có về tri thức, nhưng vô cùng giản dị và rộng lượng đón nhận tất cả những người đam mê văn hóa Việt. Ông sẵn sàng dành hàng giờ để nói cho học sinh, thanh niên, người lớn, nhà nghiên cứu, khách du lịch hay bạn bè quốc tế bằng những ngôn từ mộc mạc, xen giữa các câu hát, điệu hò. Bảo tàng âm nhạc sống Trần Văn Khê đã biến âm nhạc Việt và rộng hơn là văn hóa Việt ăn sâu hơn vào máu người Việt, từ đó lan tỏa tình yêu và sự say mê, cả niềm tự hào dân tộc đến với nhiều người hơn. Những mong văn hóa Việt sẽ càng ngày phát huy được giá trị và lớn mạnh, trở thành điểm tựa tinh thần và là niềm tự hào của người Việt với bạn bè muôn phương. Khi sự còn hết ở đời là cái lẽ của tự nhiên, thì dù cho lá có rụng về cội hay nước có chảy về nguồn, lá vẫn từng thắm xanh, đón nắng vàng tỏa bóng cao cho đời. Nước vẫn một màu trong mát, chảy tràn đầy sông, căn bể. Thầy Khê, tiếng gọi thân thương, trìu mến vẫn sẽ rất ấm áp trong lòng nhiều người yêu mến. Gia tài mà ông để lại là một kho tàng kiến thức vô bờ bến, không chỉ riêng về âm nhạc mà còn là sự uyên bác,
cần mẫn, dày công góp nhặt để thành hình nên những nghiên cứu đồ sộ về văn hóa Việt, kết tinh từ tình yêu thương, nỗi lòng đau đáu nhìn về một phương. Thần mẫn mẫn sao tròn.